Chúng ta cùng chuyển sang phần vận dụng cao của bài toán hình OIZ nhé. Trong những bài toán vận dụng cao hình OIZ thì thông thường người ta sẽ xoay quanh những cái vấn đề về phần min max, phần cực trị đấy, và những bài toán kết hợp giữa đường, mặt và cầu. Được chưa nhỉ? Nào, chúng ta sẽ đi vào một vài ví dụ. Các bạn phải nắm chắc cho thầy kiến thức. Bây giờ cái phần vận dụng cao các bạn muốn học được, các bạn phải nắm chắc được cái phần cơ bản chưa đã, đúng không? Nắm chắc được với phương trình đường thẳng như nào rồi, mặt phẳng như nào rồi, mặt cầu như nào rồi. Ok chưa? Thì em nghe các bạn mới mới thấm được cái phần vận dụng cao. Nào, bây giờ ta đi vào câu đầu tiên. Sử dụng vĩnh phúc trong không gian OIZ, ta cho ba đường thẳng D1, D2 và D3. Phương trình mặt phẳng đi qua điểm H và cắt ba đường thẳng D1, D2, D3 lần lượt tại ba điểm A, B, C, sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Bây giờ các bạn nhớ lại cho thầy, trực tâm nó muốn thỏa mãn là cái yếu tố gì? Trực tâm. Đúng không? Trực tâm A, B, C. Được chưa nhỉ? A, B, C. Thì giả sử ở đây thầy có H là trực tâm thì nó chính là giao của hai đường vuông góc H đây. Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy ngay là điểm H các bạn muốn đi tìm, muốn viết đi tìm thì các bạn phải thông qua ba yếu tố, đúng không? Thứ nhất là chúng ta có AH vuông góc với BC, thứ hai là BH vuông góc với AC, và thứ ba đó chính là H phải nằm ở trong mặt phẳng ABC. Bởi vì ví dụ như cái chóp đều chẳng hạn, đấy chóp đều HABC thì hiển nhiên ta vẫn có cái đều HA vuông góc với BC bình thường thôi, nhưng muốn là trực tâm được thì bắt buộc H nó phải nằm ở trên mặt phẳng ABC. Vậy các bạn sẽ có những điều gì xảy ra ở trong cái bài toán này? Ta đi gọi từng điểm một nhá, gọi từng điểm một. Để gọi điểm A đi. Điểm A, chúng ta sẽ có điểm A tọa độ theo thẳng D1 thôi, đó là T1 không không. Điểm B các bạn có là gì? Điểm B các bạn có là gì? 1 T2 và 0. 1 T2 và 0. Điểm C các bạn có là 1 0 và T3. Và T3. Bây giờ các bạn đang cần yếu tố đó chính là cái mặt phẳng đi qua điểm H cắt D1, D2, D3 lần lượt tại ABC. Hay nói cách khác, ở đây cái mặt phẳng của bạn nó chính là mặt phẳng gì luôn? ABC, đúng không nhỉ? Mặt phẳng đó chính là mặt phẳng ABC. Thì bây giờ thầy bắt đầu đi giải cái yếu tố này ra cho các bạn nhé. Bởi vì vì H là trực tâm. H là trực tâm. Tam giác ABC. Đấy. Các bạn có điều gì? Hai trực tâm các bạn có điều gì? Rất đơn giản thôi. Đó chính là các bạn sẽ có một cái hệ phương trình như sau. Thứ nhất là vector AH. Đấy, vector AH nhân với cả vector BC bằng số mấy? Bằng số 0. Bởi vì vector AH nhân BC bằng 0 do AH vuông góc với BC. Tương tự như thế các bạn sẽ có vector BH, đúng không em? Nhân với cả vector AC bằng số mấy? Bằng 0. Và ở đây H phải nằm ở trên mặt phẳng ABC. Vì H nằm trên mặt phẳng ABC nên HABC nó mang tính chất đồng phẳng. Đồng phẳng các bạn sẽ có cái gì? HA. HA. AH đi. AH này. Đấy, BH này. Và CH nhân với nhau bằng số mấy? Bằng 0. Tích hỗn tạp của nó phải bằng số 0. Được chưa nhỉ? Nào bây giờ ta đi xử lý cái hệ này nhá. Hệ này. Thế là cái thằng vector các bạn chỉ có các bạn viết ra ngoài đi. AH bằng cái gì? Ta lấy sau từ trước thôi là xong. DH trừ A. H các bạn là 321, tức là 3 trừ đi T1. Đúng không? 321, 2 này và 1 này. Tiếp theo vector BC. BC. Lấy C trừ B thôi em. C trừ B là 0 trừ T2 và T3. Vector BH của chúng ta là gì? Lấy sau trừ trước cho thầy, BH. Lấy H trừ đi B. Nào. 321 đúng không? 2. 2 trừ T2. Có số 1 thôi. Và vector AC các bạn là gì? AC. Lấy sau trừ trước cho thầy. AC. Lấy C trừ A đúng không? C trừ A thì các bạn sẽ có là 1 trừ đi T1. 0 và T3. Xong, có vector CH nữa thôi. Nào, CH. CH ngoài này là cái gì? Lấy H trừ đi C. H các bạn 321 trừ đi C. 2 này. 2 này. 1 trừ T3 này. Xong rồi, đúng không? Các bạn có hệ phương trình 3 ẩn T1, T2, T3 đấy. Tương đương thầy có như sau.
Nhất là tích vô hướng của AHBC bằng 0. Các bạn nhân với nhau nào, thì có là trừ 2T2 cộng với cả T3 bằng 0. BH nhân AC bằng 0 thì có là 2 trừ 2T1. 2 trừ 2T1 và cộng T3 bằng 0. Được chưa nhỉ? Nào, chỗ này là tích hỗn tạp của AH và BH. Nào, chúng ta sẽ tính tích hỗn tạp ở ngoài này. AH và BH cho bài nó gọn lại nhé. Bằng gì? Gọi nhân vào với nhau thôi thầy. Ồ, chỗ này nhân nó cũng to phết đấy. Thì có chỗ này là 2 này trừ đi 2 này. Đấy, thì còn là T2 thôi. Nhân tiếp nhá. Nhân chéo này. 2 này trừ đi 3 này. Đấy, 2 trừ đi 3 là còn trừ 1, T1 trừ 1. Được chưa? Đấy, T1 trừ 1. Tiếp tục. Hai ngoài nhân với nhau tiếp. Hai ngoài nhân với nhau. Thì có là 6 cộng 6 trừ 3 T2. 6 trừ 3 T2 trừ đi 2 T1 cộng T1 nhân T2. Rồi, xong lại trừ đi 4, đúng không nhỉ? Trừ đi 4. À, các bạn sẽ còn cái gì thôi? Chỗ này là trừ 3 T1 trừ 2 T1 trừ 3 T2. To phết này. To phết đây. Thì sẽ ghi ngoài này nhé, bởi vì nó không đủ bảng. T2 và T1 trừ 1. Được chưa? Chỗ này thì rút gọn nó lại. Trừ 3 T2 trừ 2 T1 cộng T1 nhân T2 cộng với số 2. Được chưa? Đây là tích có hướng giữa AH và BH. Đấy. Rồi, AH và BH. Các bạn tính nhắc lại nhá, đi từ cột ở giữa này, 2 này, nhân thằng này nhân chéo đây. 2 trừ 2 T2 còn T2 thôi. 1 nhân chéo lại 2 trừ đi 3 cộng T1 đúng không? Đấy, còn T1 trừ 1 thôi, còn nhân chéo thằng này lại là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Đây, thằng này là 6 trừ đi 3 T1 6 trừ 3 T2 và trừ 2 T1 cộng T1 nhân T2 và trừ đi nhân chéo tiếp đoạn này là trừ đi 4, đúng không? Trừ đi 4. Ok. 6 trừ 4 là còn 2 thôi. Ok, chính xác rồi. Bây giờ ta tính tích có hướng vào đây nhá. Thì có hướng xong rồi, tính tích vô hướng nhân cả CH cho thầy. Nhân CH vào này cũng to phết đấy. Vậy thầy có chỗ này bao nhiêu? 2 lần T2. 2 lần T2 cộng với cả 2 lần của T1 trừ đi 2 cộng với cả chỗ này thầy có là trừ 3 T2 trừ 2 T1 cộng T1 nhân T2 cộng vào số 2 nhân với cả thằng CH này là 1 trừ T3. Đấy, 1 trừ 3T. Vậy đây là hệ phương trình 3 lần thôi. Các bạn nhân tung tóe ra, các bạn thế vào là xong. Chưa nhỉ? Bây giờ các bạn trừ hai phương trình nhau ra hết thằng T3 thì các bạn rút ra được T1 và T2, các bạn lắp vào phương trình ở dưới là xong thôi. Bằng không. Ok, chúng ta giải nhanh cho thầy thằng này nhá. Bằng cách giải hệ thôi. Xuống vô thế. Đây thầy cho các bạn kết quả luôn khi các bạn giải hệ. Khi các bạn giải hệ này xong thì các bạn sẽ được cái gì? À, các bạn sẽ được thằng như sau. Tương đương ở đây thầy có thay vào phương trình ở dưới đi. Còn mỗi thằng B thôi. T2, các bạn giải ra được hai thằng. Dưới ẩn T2 nhé, dưới ẩn T2. Các bạn sẽ được T2 của các bạn bằng có hai nghiệm. T2 bằng 0 hoặc là T2 các bạn bằng là 9/2. Đấy, giải ra được như thế. Khi T2 bằng 0 các bạn giải ra được cái gì? T2 bằng 0 thì các bạn sẽ thấy là ra T1. T1 bằng gì? Thay vào đây thôi. Là T3 xong ra T1, đúng không? Rồi. T2 bằng 0 thì suy ra T1 các bạn cũng bằng mấy? T1 các bạn cũng bằng 0 luôn. Bằng 0 luôn. À, T1 bằng 1 chứ. T1 bằng 1. Thay bằng 1. Đây. Đúng rồi, thay bằng 1 thì suy ra ở đây điểm A nó trùng với điểm B mất rồi. Đấy. Vậy các bạn nhìn này, T2 bằng 0 thay vào đây 1 0 0.
Còn T1 bằng 1 thay vào đây là 1, 0, 0, hai lần trùng nhau vậy. Cái này loại ngay lập tức. Còn mỗi T2 bằng âm 9 phần 2 thôi. Khi T2 bằng âm 9 phần 2 các bạn ra được các thoát độ các điểm thôi. A bằng 11 phần 2. 0, 0. Điểm B các bạn là gì? 1, 9 phần 2 và 0. Và điểm C là gì? 1, 0 và 9. Được chưa nhỉ? Vậy từ đây suy ra cái mặt phẳng các bạn, nó chính là phương trình mặt phẳng gì? ABC. Đấy, mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC. Ok chưa? À, cách viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm các bạn quá rõ rồi. Nhưng mà đến khi mà chúng ta đi thi chẳng hạn như thế thì các bạn làm tác gì luôn? À, các bạn thay các tọa độ điểm A, B, C này vào trong từng phương trình một, xem phương trình nào thỏa mãn thì các bạn chọn thôi. Nào chúng ta thay vào. Thay vào chúng ta dùng cái gì? Phím can ấy, thay cho nhanh. Các bạn nhìn cho thầy nhé. Ở thầy chuyển sang chế độ mode 1. Mode 1. Ta nhập vào phương trình này, ví dụ đáp án A trước là bao nhiêu? 2x cộng 2y cộng z cộng m đấy chia 11. Ấn can thôi, thay từ đáp án 11/2 0 và 0 bằng thỏa mãn rồi. Thay tiếp b 1 9/2 và 0 thỏa mãn bằng 0 luôn. Còn bằng c thôi, 1 0 và 9 bằng cũng bằng 0 luôn. Vậy đáp án cần chọn bài này đáp án gì luôn em? Đáp án A nhé. Thỏa mãn để chọn đáp án A. Thì kết thúc.